Xin chào các bạn, hôm nay là 8:40 ngày 22 tháng 7 năm 2023. Tổ trật tự an toàn giao thông của chúng tôi đang đi làm kinh tế với các bạn. Mời các bạn cùng đón xem những người chiến sĩ áo vàng đang chuẩn bị giải chài bắp tôm nha các bạn nha. Mời các bạn cùng xem nha. Đây cái các bạn trên màn hình ảnh nhỏ của các bạn mà đang xem đó là đồng chí Võ Văn Hưng, cán bộ tổ trật tự an toàn giao thông công an xã Phước An, đang thực hiện là chài tôm. Các bạn xem nha, quá trình chài tôm và bắt tôm ở trên ao như thế nào nha. Mời các bạn cùng đón xem nha. Các bạn nhớ theo dõi hết cái chương trình này. Hôm nay thứ bảy ngày 22 tháng 7 năm 2023 các bạn. Đây đồng chí Võ Văn Hưng đang thực hiện là công tác lấy chài để chạy tôm đó. Mình cũng nói thêm, tôm ở quê mình thì rất nhiều nha. Tôm này là 23 con một ký. Ở trong miền Nam thì kêu là 23 con một ký, còn ở miền Bắc á, thì người ta sẽ kêu là 23 con một cân. Đây, các bạn thấy tôm nó đang búng nhảy rất là mạnh nha các bạn, đang 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 kéo đó. Thì quá trình đang kéo tôi cũng thực hiện quay video cho các bạn xem nha. Coi cái bơi tôi người nuôi trồng thủy sản là nó đạt cái mức độ như thế nào nha các bạn. Nhưng hiện nay thì cũng báo cho các bạn một tin buồn là người nuôi trồng thủy sản trên địa phương chúng tôi được mùa nhưng mà mất giá nha các bạn. Tôm này thì rất rẻ luôn á, 13 14 còn một ký nhưng mà nó rất rẻ luôn. Mình cũng không tiện để nói giá trên đây, nhưng mà đa số là hiện nay là đa số là coi như huề với lỗ nha các bạn, chứ không có dư. Tôm trước kia thì giá này thì rất là coi như là sầm uất á, giá này là coi như là mỗi một ao á là mình cũng xin nói thêm là ở đây là hai cái ao này á là nó tới 12 tấn. Các bạn, hai ao này tới 12 tấn rồi. Thì các bạn thấy rằng đó cái chài bằng một nắm mà giải xuống thì nó lên như đó đó các bạn. Đó, các bạn xem thấy không? Mà mỗi mà người khi mà người nông dân người ta thu hoạch thì người ta sẽ dỡ mấy cái ống hơi lên rồi người ta sẽ bắt đầu kéo. Người ta sẽ kéo hết luôn. Mong các bạn xem hết cái video cho mình nha. Đây mình đang thuyết trình để cho các bạn xem cái cách nuôi trồng thủy sản và thu hoạch thủy sản tôm cá trên địa bàn mình nha các bạn. Tôm này hiện nay là coi như là 14 con một ký nha các bạn, 14 con một cân á. Nếu mà đưa ra lái thì mình không biết nhiêu ký, chứ mình thấy là ở đây là người nông dân người ta bán người ta lỗ rất nhiều rồi đó. Mình cũng không tiện nói giá ở đây đâu, nói giá ở đây thì sợ mình sợ bị lộ giá rồi chủ ao người ta sẽ buồn mình hay các bạn ha. Thì thôi giờ mình cứ thuyết trình cho các bạn xem cái thì thứ tự cái cách ấy đó, cách thu hoạch của ao đùng của bà con đây đó. Rồi để vào để đem vô cân, mình chuẩn bị đem vô cân cho các bạn xem nha. Mong các bạn đừng rời mất khỏi màn hình nha, để xem quá trình cân đo đong đếm cho các bạn nha. Mình đang quay về chế độ chậm á, tại vì cái đoạn phim này nó quay được có chỉ có 2 phút à, mình chuyển về chế độ chậm cho được là 5 phút 37 giây các bạn, để cho các bạn xem nó thấy thú vị tí. Rồi các bạn thấy cái ao tôm không? Rồi, mình bắt con tôm lên đó, mình đang cầm con tôm tay mình nó búng mình chảy máu luôn các bạn. Nó búng một cái đuôi mà chảy máu tài luôn á. Mình nắm cái đầu nó, một cái đuôi nó búng mình á, chảy máu luôn ghê luôn á.
Đây là ở đây mình kêu tôm này là tôm thẻ chân trắng nha các bạn. Không biết ở quê các vùng miền của từng địa phương kêu bằng con tôm này tôm gì mình không biết, nhưng tôm này là ở đây là tôm thẻ chân trắng. Trọng lượng của nó là 14 con trên 1 cân. Mà các bạn nào mà muốn mua thì alo cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Chúc các bạn một ngày nghỉ thật bình an.